hấp dẫn rồi đấy. Rồi em, ta biết rồi. Nó khoan cho anh chưa? Dạ. Anh để luôn nha. Không sợ đâu mà. Được chưa rồi. Mua lọ, mua chế lọ, mua chế lọ, nắng lọ bây giờ, đi nhắn. Đi. Đi cắt cỏ về à? Vừa đi, đi nhầm nữa, nó cấy nữa. Lọ, mang cái gì về đây? Vít. Đấy à? Em cho chị ạ. Ăn cơm thôi, một lần. Nghỉ ngơi đi, ngồi đi, ngồi chờ anh. Làm cơm hết rồi, làm cơm hết rồi. Chạy. Này, làm mấy quả trước đây. Đi thông xá à? Thế đi thì anh cũng đi, anh đi đưa tiền cho xá luôn. Không biết là thanh niên này đã đổ được chưa? Xá vào được gần một tuần rồi đấy. Chính là gần một tuần rồi nhưng mà... không biết là hôm nay đã ăn được cơm chưa? Alo, bật quạt chân. Ờ. Em đấy. Ăn cơm chưa? Em vừa ăn ít cháo. À, ăn ít cháo sao người yếu thế, cảm giác yếu thế? Ừ, muốn ngày không ăn gì. À, bây giờ là được ăn cơm các thứ rồi gì? Em được ăn ít cháo thôi nhưng mà ăn ít một thôi. À, ăn ít một thôi à? Thế vợ về chưa? Hả? Thế về một mình tự ở à? Ờ, à, tình hình là hôm nọ anh nói đấy có chú Bill là cho chú ấy gửi tiền hơn 2 triệu đấy, thì trông nữa anh say bảo vào thăm em nữa thì anh cùng với say vào luôn. Ờ, à, tí anh vẫn ở chỗ cũ gì? Ờ, à, thế tí anh lên anh gọi nhé. À, bây giờ còn tiền không? Ừ. Còn mấy trăm thôi. Còn bao nhiêu? Mấy trăm. Mấy trăm hôm nọ vợ đưa cho hả? Vâng. À, rồi thì anh với say vào nhá. Hôm nay say nó phi từ trên kia xuống, nó bảo đi vào thăm em đấy. Ok nhá, anh ăn cơm đã thôi. Có quá, có gì không để anh mua. À, thế thì cầm tiền thôi nhỉ? Vâng. Bởi vì bây giờ cũng chưa bác sĩ cho ăn gì nhiều thì cứ cầm tiền đã. Ờ, nhé. Người đi xong cho anh vào. Vâng. Đấy. Xin chào các anh chị và mọi người, tiếp tục quay trở lại với anh em mình. Hiện tại thì đang ở nhà và chuẩn bị ăn bữa trưa. Dạ, ở đây thì... à, hiện tại thì bé xe đang có mặt tại nhà của anh em mình đang làm việc ấy. Thì xe xuống thăm xá và cũng rất là mừng là hôm trước bác ấy bảo gửi 200 euro cho em đi mi xá sau cái thước phim của anh em mình. Thì hiện tại xá đã được ăn cơm rồi, có nghĩa ăn nội soi, ăn một tí cháo rồi. Còn cụ thể như thế nào thì trước anh em mình vào viện mới biết được. Thì đây cũng là hoàn cảnh đầu tiên là
say xong bắt đầu đến xính một chân và đến bây giờ là đến sáng. Thì những câu chuyện anh em mình chia sẻ thì là trước kia rồi, còn hôm nay thì không đưa cơm nữa bởi vì vợ của Xá đã về rồi, các con về rồi. Còn mỗi Xá thôi thì ở viện thì bác sĩ chỉ cho ăn cháo, ăn nhẹ và ăn ít thôi, nên là cũng không đưa cơm và cũng không mua gì đâu. Trong nữa anh em mình sẽ trao số tiền đến tận tay của em Xá cũng như là cùng với bé Say đi vào đấy thăm. Đấy, Say thì góc độ là em Xá là em của chị Sùng và như vậy thì chắc chắn rồi Xá cũng sẽ là anh trai của Say, đó là như vậy. Thì bây giờ ăn cơm đã, ăn cơm xong mới có thể tiếp tục là đi vào đấy. Rồi, đó. Ăn cơm đi Say. Ở nhà chưa ăn gì đâu gì? Sáng dậy thì nhà mới về thì anh em mới quen mang cái máy về nhà xong lại lên. Ủa, hôm qua là lên nhà mới à? Ngủ ở đấy. Anh đi mang về cho chị của bác. À, ở trên nhà bác cái gì? Ngày mai phải đi rồi. Đi đâu? Đi ở trên nhà con gái của bác Say. Lại lên trên nhà mới của em kia đúng không? Lên đấy làm gì? Lên đưa tiền cho. À, tức là chị đi làm công ty gửi tiền về. Xong rồi cho em đưa lên trên đấy. Cho em chị. Hôm qua là ngủ đấy một mình xuống không lên à? Có ba mẹ và ông mẹ và anh có. Đây là bố mẹ vợ của anh có là ở đấy. Xong là sáng nay lại xuống xong là lại quên cái máy mang về đây. Lại lên phát nữa. Hôm qua anh bảo lại em lên rồi. Thì anh em đến nguồn nội địa thì em bảo sợ một cái công ba em. Thế ba bảo mời ra nhà anh ăn chu thu không ra? Mai em bảo là có người nhiều. Ngại à? Xấu hổ à? Xấu hổ thế, hôm qua anh tự ăn chu thu. Hôm qua anh có mời bận mời em nhưng mà không thấy một ai đến cả. Còn em tự ăn. Em bảo anh bận mà anh không đi sao? Em đang bảo là không thấy vợ. Em bảo là vợ ngoài em phải gọi mà. Ngoan mà, bảo từ hôm trước rồi, bảo là mai lên nhà anh ăn chung thu, không, ăn cơm đi. Bây giờ câu chuyện nó không còn nhiều nữa. Ăn cơm xong rồi anh em mình sẽ cùng nhau đi vào xem sáng như thế nào, nhờ. Yeah. Mời cô anh chị khán giả và mọi người dùng cơm với gia đình nhé. Hôm nay chỉ có thịt rang với lòng các thứ thôi. Mời đi xem. Mời nhé. Đâu mà? Tên nào? Nhà Thanh Mai cái máy này ha. Anh bảo mang ra đây hộ anh luôn. Làm nhà xong rồi quên mất chưa bảo. Mấy bát rồi? Bát này là 3 bát. Ừ, được. Ăn nhiều mới to. Bây giờ biết nhà anh chị rồi, cứ ra đây mà ra rảnh ra đây thì vào đây chơi nhá. Bên kia. Anh mới chuyển nhà. Chỗ kia hẹp quá không đủ đồ được. Đồ các bác gửi nhiều quá nên là thuê nhà to hơn để ăn đây ngon hơn không? Hay là ăn nhà anh Vân ngon hơn, nhà mình ngon hơn? Có gì ngon đâu, thì mấy cái món linh tinh này. Ở nhà anh Vân thì sẽ ăn một ít rau xanh. Thế sao biết anh Xá vào viện? Anh biết mà. Ừ. Ai bảo? Ông hả? Ông ạ. À. Bố vợ của anh có bảo đúng không? Ừ. Thế bình thường những người Mông đi thăm bệnh nhân thì mang cái gì đi? Em á? Em đi chờ đi thăm một tí anh. Bánh kẹo một ít nha. Bé nhưng mà rất là biết nghĩ. Rất là cảm ơn là nhà hảo tâm đã giúp em một cái xe để mà đi lại. Em đâm ra là khi mà biết được tin là em Say cũng đi. Video này là em mình ghi hình vào buổi chủ nhật nhé mọi người nhé.
Bé say thì ngày thường bé say vẫn đi học rồi. Nước đá đấy, có uống được nước đá. Anh em mình ăn cơm xong là sẽ cùng nhau vào để thăm lên xã rồi. Xin cảm ơn. Cứ ăn tự nhiên nhé, không phải ngại đâu nhé. Anh chị thì ăn xong rồi. Đây là đi qua là thấy nhà anh Sinh ấy ạ. Đào nền nhà. Đóng cửa ngay cho đỡ ồn. Hôm nọ thì Tam Giác Mạch có ghi hình và nhận được cái món tiền của bác Hồ Chiêu Anh gửi cho chỗ em xá. Đấy thì no chưa? Nó lấy cái khay kia về đây, anh em cùng nhau dọn. Ngồi nghỉ một tí đã, xong rồi dọn. Nghỉ ngơi một tí xong đi nhỉ. Cái này cho vào đây, đĩa kia cho vào, trộn vào đĩa này cho nó hết. Này thì mình sẽ cho vào đây. Rồi cho cái khay lên đây đi. Cho cái khay lên đây này. Đâu? Quậy đâu à? Rồi, chủ nhà làm đi, để khách làm đây này. Tức rồi. Cho cái này vào thùng rác đi. Hoa quả đây nhé. Thích ăn gì cứ ăn, nhà ai kem ở trong tủ ấy, cứ thoải mái, không vì gì phải ngại. Hả? Em về cái nhà anh ở bên kia. Nhà cũ ấy thì dạo này là có xem video của anh không? Có biết nhà A Lúa không? Nhà A Lúa vợ à, ông Lúa bảo là vợ của ông ấy là em gái của mẹ em có phải không? Đây là gọi là gì đúng không? Dì ruột đấy nhỉ? Thăm anh Xá gì? Đi đâu? Lên nhà. Lên nhà. Nhà nào? Em gái của mẹ. À, nhà ông Lúa. Thì anh cũng lên xem để xem giấy tờ như nào, là xong thì sẽ đưa đi khám. Bởi vì giấy tờ chưa xong thì chưa thể đưa đi khám được. Đấy. Thì anh em mình nghỉ nước đã, xong là đi vào chỗ xá xong. Ăn quả đây, thích quả gọt quả ăn nhá. Đấy, thích cứ gọt ăn. À, rơi à? Bỏ cái lõi này đi. Cái này không ăn được. Hôm nọ thì anh có quay với anh nhà anh Xá lên, thế là có bác Hồ Chiêu Anh, bác gửi cho là 100 euro là được 2,2 triệu. Đấy thì em vào đây rồi thì anh em mình sẽ cùng nhau đi và anh cũng sẽ đi trao tiền luôn. Đấy để gọi là giúp đỡ được từng nào hay từng đấy thôi. Thì cô quý khán giả và mọi người cũng đừng có mà quá là trách em Xá, và anh em mình thì muốn luôn luôn muốn là tận dụng, là giúp được các em ấy cái điều gì thì cũng đều là giúp, và rất muốn là sẽ san sẻ một chút khó khăn. Hiện tại như lúc nãy anh Xá nói là vợ của ông ấy về rồi, hai đứa con là được ra viện hết rồi, còn mỗi ông đấy ở thôi. Thì mẹ ra trông và đưa cơm các thứ, nghe giọng có vẻ là rất là yếu, nên là anh em cũng muốn vào xem để hỗ trợ thực tế em như thế nào. Đấy, sau đó là cũng có những cái sự chia sẻ. Và hôm nọ thì bây giờ say còn tiền không? Dạ. Bây giờ còn tiền không? Tiền. Có bao nhiêu?
À, của chị à? Tiền của chị đúng không? Tiền của chị thì mình không dùng được. Em mà không có nghìn nào à? Không còn nghìn nào? Đi bộ được 2 ngày đi học. Ừ, anh thấy Súa cũng đi bộ đi học nhỉ? Súa với em là không học cùng cùng giờ à? Vâng, Súa đi buổi trưa rồi em đi buổi sáng. À, thế thì sửa cái xe đạp cho Súa đi. Xe đạp? Ừ. Bắt chồng rồi hết rồi. Cho ai? Bắt chồng một cái gì bắt bảo là cho em kia em đi học. Ừ. Ở trên toàn tỉnh rồi. Thế bây giờ Súa đi học thì đi bộ à? Vâng. Em có đưa đi không? Có. Ừ. Lúc có xong thì về đến nhà thì em bảo là Súa đi học em chở Súa đi. Ừ. Thế thì xem nào, bác Bưu Nguyễn bác gửi cho em là 1.200.000 cho xay Súa để mua gạo hay là xăng xe đi lại đi học các thứ, thì có lấy luôn thì anh đưa luôn, còn không thì ngày mai anh vào đấy thì anh sẽ đưa cho mấy anh em luôn. Lấy một tí. Ừ. Để xăng xe các thứ đưa em đi học nhé. Hôm nọ anh thấy nhà có 2 cái xe đạp thì anh bảo là sửa đi xong là cho Súa đi học. Anh thấy nó đi bộ thôi. Thì em bảo là bất sợ nữa, em bảo là 12 giờ thì em đưa Súa đi. Xong thì em về đến nhà thì em đi các cổ. Súa bảo là nắng này đi bộ thì sợ ốm đúng không? Còn nếu thứ hai là đi sợ công an, bởi vì em chưa đủ tuổi để điều khiển cái xe máy theo như pháp luật quy định. Còn thực tế thì ở trên này là các cháu tầm tuổi như em mà đi xe máy 50 phân khối là bao à, như xe đạp điện thôi mà. Thì mình cứ đội mũ vào. Xe giấy tờ xong ngầm bảo là chưa được tuổi đi xe, bảo là mấy tuổi em bảo là 15 chứ. Ừ. Xác định 16 rồi bảo là lấy cái này lòng hơi một tí á. 16 tuổi đủ đúng không? Đó là mình cứ căn giờ mình đi đội mũ bảo hiểm đầy đủ. Nhưng mà anh muốn là sửa cái xe đạp đấy xong cho Súa để nó đi học, nhưng mà bác lại cho người ta mất rồi. Trước có một cái xe đạp, hai cái. Một cái là lúc trước ông ra cái. Ừ. Lại cho người khác mất rồi. Thế hướng lương đi, xong là anh em mình di chuyển ra chỗ xá đi. Ừ. Anh Hiệp ơi, anh quyết ở ngoài đi. Anh quyết ở ngoài mà. Để xe đi, cho anh quyết trông được. Anh quyết ở đây vào một lúc thôi mà. Xe mua rồi luôn. Say mua gì đấy say? Má ơi, bán cho cháu ít đồ với. Em lấy cái gì? Lấy sữa à? Sữa này à? Lấy Fami anh ạ. Lấy Fami nhá. Lấy Fami cho người lớn này này. Uống no luôn. Lấy một dây Fami đi. Đứng ở đấy đi, có một dây đi. Hôm qua gọi là mẹ chị Cảnh gần với chị Cảnh. Thật, không biết chị Cảnh là ai? Cảnh nào? Cảnh nào? Cô Hà ơi. Lấy cái nào nữa? Chị Cảnh ấy, gọi là mẹ Cảnh đi. Lấy sữa rồi. Con của chị Hà là Cảnh. Là đúng kiểu người lớn. Có hai tên là Cảnh, con của chị ấy tên là Cảnh. Thôi lấy sữa. Cơm chưa? Cơm chưa? Cái túi có chè đi nhá. Ờ. Đây là. Được chưa? Cái theo anh thấy xem có quả lấy một ít quả nữa đi. Bà chắc là thế rồi bà ơi, để thế rồi. Đi ra ngoài xem có quả. Cháu không có gì. Anh Hiệp đâu? Chỗ này rồi. Say ơi, sao bên này say ơi. Say ơi.
sang đây, sang đây. Bây giờ người ta vẫn chưa bán. Cảm giác không được. Anh sáng bảo chưa ăn được gì đâu mà. Thế nên là không mua gì nữa. Mua sữa để uống. Anh Hiệp ơi, điện thoại này. Ui, tao quên nhỉ? Đi. Mày quên trên nhà. Ừ. Em thấy trên bàn đấy. Đồng tiền rồi, quên hết đồ đạc rồi, rớt rồi. Bây giờ 1:30 mấy rồi? Bên này. Bên nào? Ờ, bên này. À đây rồi. Ồ. Tầm này nó bị chảy máu dạ dày, xuất huyết dạ dày.
Này nhỏ này á. Cứ ngồi thế này thôi. Cứ ngồi ngủ hết ngày thì về thôi.